Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhân dịp Tết đến xuân về, thay mặt những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị và các bạn một năm mới 2023 an khang, thịnh vượng, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình truyền hình Chủ nhật ngày 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết Quý Mão. 5 giờ 30 ca nhạc Hương sắc cao nguyên. 6 giờ chương trình thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. 6 giờ 30 phim hoạt hình Có công mài sắt có ngày đêm kim. 6 giờ 35 tạp chí Nhạc trẻ thế giới ca khúc chúc mừng năm mới. 7 giờ tọa đàm Lâm Đồng trên hành trình chuyển đổi số. 7 giờ 45 câu lạc bộ văn nghệ thơ nhạc xuân về trên thành phố hoa. 8 giờ 10 hương vị cuộc sống Tết Việt ẩm thực Việt. 8 giờ 25 nông thôn mới luồng gió mới. 8 giờ 40 thế giới kỳ thú tìm hiểu sự tích năm Mão. 8 giờ 55 những huyền thoại thế giới Chopin và âm nhạc của mùa xuân. 9 giờ 15 phim truyện Việt Nam chuyện nhà ông Xuân tập 1. 10 giờ vẫn mãi một tình yêu dịu dàng nàng xuân. 10 giờ 30 sắc màu tuổi Tin rộn ràng các hoạt động đón Tết của Tin. 10 giờ 45 giải trí nước ngoài gặp gỡ những chú mèo nổi tiếng nhất thế giới. 11 giờ khám phá thế giới những thành phố rực rỡ sắc màu. 11 giờ 15 365 ngày chuyển động sắc màu rau củ Lâm Đồng. 11 giờ 30 thời sự LTV 11 giờ 30. 12 giờ phim truyện Việt Nam siêu nhí Giá Lâm. 12 giờ 45 phim hoạt hình sự tết sông Nhà Bè. 12 giờ 50 dọc đường xuân vẫn tin một lòng theo Đảng. 13 giờ 15 chương trình nghệ thuật Đà Lạt bốn mùa hoa. 14 giờ 15 nông nghiệp thế giới công nghệ hiện đại hỗ trợ tương lai. 14 giờ 30 thế giới động vật vua của các loài mèo. 14 giờ 55 tạp chí nghệ thuật thứ bảy điện ảnh Việt chào đón năm mới. 15 giờ phim truyện Việt Nam siêu nhí Giá Lâm. 15 giờ 45 hành trình văn hóa thế giới lễ hội mùa xuân. 16 giờ nhịp sống quanh ta. 16 giờ 15 sắc màu tuổi Tin rộn ràng các hoạt động đón Tết của Tin. 16 giờ 30 đời yêu thương Tết hạnh phúc sum vầy. 17 giờ phim hoạt hình có công mài sắt có ngày nên kim. 17 giờ 5 phút dọc đường xuân vẫn tin một lòng theo Đảng. 17 giờ 30 tạp chí Nhạc trẻ thế giới những bài hit The Red Velvet Thanh Nữ Hoàng bốn mùa. 18 giờ nông thôn mới luồng gió mới. 18 giờ 15 giải trí nước ngoài 10 chú mèo được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới. 18 giờ 30 sắc màu văn hóa thiên đường Tây Nguyên giữa lòng phố hoa và trình diễn thời trang tơ lụa. 18 giờ 40 khung trời tuổi thơ sự tích bánh chân bánh giày. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi.